sen. Trong đó mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hoa sen từ khuôn và silicone, làm cá, thả cá, bơm bọc, làm lá sen, đài sen và kết hợp tất cả những nguyên liệu mình đã làm cá và sen, mình sẽ tạo thành một hồ sen. Nhưng quan trọng hơn ở trong khóa học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết hợp giữa cốt bánh để làm rau câu ba d.